Đèn LED tấm Plus phiên bản 2018 của TLC Lighting được ứng dụng cho các công trình hiện đại như văn phòng, khách sạn, nhà hàng, showroom và các trung tâm hội nghị bởi thiết kế sang trọng, tinh tế, thích hợp với mọi loại trần. Duy nhất tại TLC Lighting, chúng tôi cam kết chất lượng và dịch vụ bảo hành số 1 Việt Nam, đổi mới trong vòng 2 năm. Nếu có bất cứ hư hỏng nào, hãng sẽ trực tiếp bảo hành tại chính công trình của bạn. Đèn LED tấm Plus sử dụng chip LED BridgeLex cao cấp hàng đầu thế giới với công nghệ sản xuất chip nano Nhật Bản cho ánh sáng trung thực, chống lóa, mỏi mắt, giúp tăng hiệu quả làm việc. Bộ nguồn đan TLC cao cấp của tấm Plus với khả năng chịu nhiệt lên đến 130 độ C, duy trì tuổi thọ của đèn tới 50.000 giờ. Tản nhiệt của đèn được thiết kế dạng hộp với ưu thế chịu ẩm vượt trội và tăng khả năng tản nhiệt gấp 2 lần so với dòng tấm pano thông thường. Tối ưu hơn cả là sự tin dùng cùng những lợi ích đem lại cho khách hàng, mang lại giá trị tốt nhất cho mọi công trình. Tấm Plus, chất lượng và dịch vụ bảo hành số 1 Việt Nam.